Chiến thắng 1-0 trước Sài Gòn ở vòng đấu trước giúp Đà Nẵng có đến 80% cơ hội trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay. Đội chủ sân Xuân Hòa đang hơn đội xuống hạng 6 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa. Chào mừng các bạn đến với chương trình nhận định bóng đá vòng 24 V-League 2022 được phát trên kênh YouTube Tin Bóng Đá. Chưa năm nào cuộc đua trụ hạng tại V-League lại hấp dẫn như năm nay. Sau 23 vòng đấu, hiện có đến 6 câu lạc bộ có nguy cơ xuống hạng, trong đó Bình Dương, Đà Nẵng là hai vị trí an toàn nhất. Trong khi đó, 4 câu lạc bộ có nguy cơ xuống hạng cao nhất gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Nam Định và Sài Gòn. Việc ở vòng đấu 24 này Sài Gòn nghỉ bù, vì thế Đà Nẵng chỉ cần một điểm là chắc chắn trụ hạng. Dù chỉ đặt mục tiêu một điểm nhưng điều ấy không dễ dàng khi Thành phố Hồ Chí Minh đang cần điểm để trụ hạng. Hiện đội chủ sân Thống Nhất đã có 21 điểm hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. Đáng nói sau trận đấu này Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải gặp Viettel và Bình Định ở hai vòng đấu cuối cùng. Để so sánh giữa Đà Nẵng, Viettel và Bình Định, rõ ràng Đà Nẵng là đối thủ mềm hơn cho Lý Nguyễn và các đồng đội. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chắc chắn sẽ đặt quyết tâm có 3 điểm trước Đà Nẵng bằng mọi giá. Đặc biệt ở vòng 24 này, Thành phố Hồ Chí Minh được chơi sân nhà và hai trận đấu cuối họ gặp đối thủ là Bình Định và Viettel là hai trận đấu rủi ro rất lớn. Nếu có 3 điểm trước Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 24 điểm hơn đội xuống hạng 5 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa, khi đó Thành phố Hồ Chí Minh gần như 80% trụ hạng thành công. Trong khi đó, Đà Nẵng thời điểm này cũng có đến 80% trụ hạng thành công, họ chỉ cần đúng một điểm nữa để kê cao gối ngủ ngon. Mặc dù vậy, ở hai vòng đấu cuối, Đà Nẵng sẽ gặp Viettel và Bình Định là những đối thủ mạnh, do đó Đà Nẵng sẽ đặt quyết tâm cầm chân Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu trên sân Thống Nhất diễn ra ở vòng 24 này. Trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng diễn ra vào lúc 19:15 ngày 8/11/2022. Đây là trận đấu thuộc vòng 24 V-League mùa giải 2022. Trận đấu này diễn ra trên sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Theo bạn, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến bình luận nhận định của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Team Bóng Đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.